Xin chào các bạn, ở đây mình đang có bộ giải mã FPT Play 2022. Thì đây là bộ sản phẩm vừa ra mắt hồi đầu tháng 9 này và mình cũng đã có cơ hội trải nghiệm nó. Đây là một trong những bộ giải mã đầu tiên tại Việt Nam sử dụng tích hợp cả hai công nghệ là IPTV và OTT vào trong một sản phẩm. Như vậy thì cụ thể nó có gì và trải nghiệm ra sao thì mình cũng sẽ chia sẻ kỹ hơn ở trong video ngày hôm nay nhé. Và ở mẫu lần này nó cho mình một cảm giác rất thích thú thật sự ở phần nhìn. Nó đơn giản hơn, nhìn bắt mắt hơn, sang hơn. Form dáng thì vuông vức chắc chắn cùng được bo cong nhẹ một xíu ở cả bốn góc cạnh như thế này, nên là tạo một cái cảm giác cho cái máy nó mềm hơn, không bị kiểu quá sắc. Và bản này thì mình có hai màu để lựa chọn, một là Stone Grey, hai là Pearl White. Điểm nhấn của sản phẩm lần này chính là cái dãy đèn LED tích hợp nằm ở giữa và gọi là Ambient. Thì khi mà các bạn bật tắt thì cái đèn LED này sẽ sáng lên hoặc là chuyển màu, thì nó cũng sẽ kim luôn cái đèn thông báo. Thì đây cũng là một cái điều thú vị cũng như là một cái điểm nhấn cho sản phẩm lần này. Và cái hay của bộ giải mã FPT Play 2022 này chính là bộ giải mã truyền hình internet kết hợp cả hai công nghệ hàng đầu hiện tại. Và cả hai công nghệ này là gì? Thực ra thì mình cũng vừa mới tìm hiểu và mình cũng hiểu sơ sơ về nó. Thì bây giờ thì mình sẽ giải thích ngắn gọn là một xíu cho các bạn dễ hiểu nhé. Nói một cách đơn giản thì truyền hình IPTV cho phép người dùng xem truyền hình với trải nghiệm gần như là không có độ trễ. Và IPTV của nhà mạng nào sẽ chỉ sử dụng với dịch vụ của nhà mạng đó. Nếu bạn sử dụng mạng FPT thì bạn sẽ được kích hoạt tính năng IPTV và gần như là trải nghiệm của bạn là trọn vẹn. Ví dụ như ở cái studio của mình đó thì mình đang xài là mạng của FPT này. Còn OTT thì nó sẽ sử dụng phụ thuộc vào đường truyền internet. Bạn chỉ cần có mạng là bạn có thể xài được những cái tính năng của bộ sản phẩm này. Như vậy nếu bạn xem truyền hình IPTV thì khi xem độ trễ gần như là bằng không. Dễ hiểu nhất là các bạn xem những cái trận bóng đá thì bạn sẽ thấy là có nhà thì la hét quá trời và có nhà phải khoảng một lúc sau mới bắt đầu la hét khi có bàn thắng. Thì đó chính là độ trễ giữa IPTV và OTT. Hoặc nhìn chúng ta có thể chấp nhận để bỏ qua sự chênh lệch đó, nhưng mà không nhé. Nếu như các bạn rất thích thêm xem thể thao, đặc biệt là những cái chương trình trực tiếp thì mình nghĩ là các bạn sẽ lựa chọn cái đường truyền gần như có độ trễ bằng không để có một trải nghiệm trọn vẹn nhất có thể. Và ở đây khi mà các bạn mua máy thì các bạn sẽ có một cái bộ remote như thế này. Thì cái bộ remote này nó làm trùng màu với cái sản phẩm của mình luôn. Ví dụ như ở đây là mình có màu xám thì cái hộp của mình cũng là màu xám, kiểu như vậy. Phía trên này sẽ có toàn bộ là các nút bấm, cạnh bên sẽ là nút tăng giảm âm lượng và phía sau này sẽ là một cái hướng dẫn nhanh, đó chính là bật tính năng sao chép, bật tắt TV. Nhìn chung với mình cái trải nghiệm mở đều rất là nhanh. Khi mà mình lướt qua những cái ứng dụng thì cái giao diện này nó hoạt động rất là trơn tru, mượt mà. Và khi kết nối với lại màn hình hay TV á, thì gần như ở đây mình có tất cả những cái thứ mà mình cần. Giao diện thì các bạn sẽ thấy nó rất trực quan và đơn giản. Ở đây mình có thể lướt một cái giao diện thẳng xuống như thế này nè, hoặc là các bạn cũng có thể lướt lên trên. Ở phía trên này nó sẽ chia theo tab, chẳng hạn như ở đây là trang chủ, nó sẽ bao gồm tất cả những cái tab nhỏ. Các bạn muốn ra những cái tab chuyên biệt, các bạn có thể qua một truyền hình. Thì ở trong một truyền hình này các bạn sẽ có những đề xuất, những cái bộ phim hay những cái chương trình nổi bật. Phía dưới này là những cái sự kiện hay là những cái chương trình sắp phát sóng, có cả kênh K cộng này, kênh HBO Go, những cái kênh quốc tế. Và dưới đây là một số những cái kênh cơ bản hay là kể cả những cái kênh địa phương, các bạn hoàn toàn có thể xem ở đây. Ngoài ra nữa, nếu như các bạn muốn xem nhiều hơn, các bạn sẽ nhấp vào trong cái ô có những cái hình lắp ghép này thì nó đưa ra các bạn những cái danh mục ứng dụng, nó chia sẵn luôn, chẳng hạn như anime này, một thiếu nhi. Và ở đây các bạn sẽ có một cái mục là 4K. Thì khi mà mọi người vào trong cái mục 4K này á, nó sẽ đưa ra những cái hạng mục video mà mọi người có thể chơi 4K được, chẳng hạn như những bộ phim này. Khi mà mình bấm nó đều rất mượt. Sở dĩ như vậy á, là bởi vì cái giao diện của máy được xây dựng trên hệ điều hành Android TV 11 và cái giao diện này có tên gọi là EasyOS. Nhờ vậy nên nó tối ưu hóa tốc độ truy cập lên tới 40% so với các phiên bản trước đó. Thì các bạn thấy ở trong này các bạn cũng sẽ có một cái kho ứng dụng và các bạn có thể tải thêm rất là nhiều ứng dụng nữa ở trên cái kho Google Play Store. Và với trải nghiệm của mình với bộ giải mã FPT Play 2022 này á, nó đáp ứng khá là mượt mà những cái thao tác vận hành của mình. Bởi vì cấu hình của máy ấy, mình nói sơ qua một xíu thì nó sử dụng bộ cấu hình là Realtek RTD1319 hoặc là Amlogic S905i4, GPU Mali G31 và 2GB. Nói chung cấu hình này thì đủ vận hành mượt mà những cái thao tác của mọi người rồi. Hiện tại thì gần như nhà nào cũng có cái thiết bị đồ dùng thông minh và sản phẩm lần này nó cho phép chúng ta có thể điều khiển những cái thiết bị cũng như là hệ sinh thái ở trong nhà của mình. Bởi vì sản phẩm này có trang bị dịch vụ IoT Core Hub. Ví dụ như ở đây thì mình có thể điều khiển ngay cái đèn của mình bằng cái nút Google Assistant, bật đèn. Hoặc là ở đây mình có thêm một cái cây quạt nữa thì mình cũng có thể bật quạt, tắt quạt. Hoặc là ở trên cái remote các bạn có một cái nút like, thì khi mà các bạn bấm nó sẽ hiện vào trong cái ứng dụng là Home. Thì ở đây bạn cũng có thể gán lệnh và điều khiển ở trong này. Hoặc là với ứng dụng Google Assistant các bạn cũng có thể điều khiển nhanh những cái tab, chẳng hạn như là mở phim Doraemon. Đấy, thì nó sẽ gợi ý cho mình một vài những cái mà nó có thể có ở trên cái ứng dụng này. Mở YouTube bài sao hay ra dễ quá.
Đấy, thì nó sẽ hiện lên những cái gợi ý này cho các bạn cũng rất là nhanh và tiện nữa. Ngoài ra ở trên remote các bạn sẽ có một cái nút shop, thì khi bấm shop thì nó sẽ hiện cho các bạn một cái trang mua sắm ở trên TV. Thì mình chưa có thử mua ở trên này à, nhưng mà đại loại nó hiện số tài khoản, số điện thoại của mình ở trên này cho mình để lựa chọn này. Mình cũng chưa thử mua nhưng mà ở trên này nó có rất là nhiều thứ. Nếu như các bạn một ngày các bạn buồn buồn mà các bạn muốn mua sắm ở trên TV thì các bạn có thể thử tham khảo ở đây nhé. Hoặc nếu mọi người muốn gõ bàn phím hay dùng chuột thì thiết bị này có hai cái cổng USB để mình có thể kết nối với các thiết bị ngoại vi bên ngoài. Phía sau sẽ là cổng kết nối chẳng hạn như cổng mạng LAN, cổng HDMI, một cổng quang optical và một cổng AV để tương thích với các thiết bị TV cũ hoặc là chuyên cho âm thanh. Và với sự tích hợp của cả hai nền tảng là IPTV và OTT vào trong cùng một cái thiết bị thì rõ ràng một cái thiết bị nhỏ gọn như vậy các bạn đã có thể quá dễ dàng để đặt ở bất cứ đâu ở trong nhà, kết nối với TV hay màn hình một cách rất dễ dàng luôn. Và nếu như các bạn đang tìm kiếm một cái thiết bị để phục vụ cho việc giải trí xem truyền hình của gia đình, nhỏ gọn, thiết kế đẹp nữa và từ một thương hiệu uy tín thì rõ ràng đây là một trong những sự lựa chọn các bạn nên đưa vào danh sách để cân nhắc và mua nhé. Còn bây giờ thì nếu có bất kỳ thắc mắc gì các bạn cứ comment bên dưới, mình sẽ trải nghiệm và giải đáp thêm cho các bạn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo nhé. Bye bye.